Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 10 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 22, chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp thứ 6 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Lâm Đồng và Nghệ An tăng cường hợp tác trong đầu tư phát triển vùng nguyên liệu nông sản. Vượt qua thách thức trong sản xuất nông nghiệp sạch ở Lâm Đồng. Việt Nam sắp xếp đổi mới các nông lâm trường còn chậm. Sử dụng điều hòa khiến trái đất nóng lên. Lâm Đồng khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu 90-90-90. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay ngày 10 tháng 12, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp lần thứ 22 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm rà soát công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp thứ 6, đồng thời xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Tham dự có lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ban ngành liên quan. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2018 tới, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng ở các phiên khai mạc, chất vấn và bế mạc. Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành liên quan trong việc chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp, nhất là trong việc thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt công tác khảo sát, nắm bắt tình hình các vấn đề liên quan đến kỳ họp, nhằm phục vụ tốt công tác thẩm tra cũng như hoạt động chất vấn thảo luận tại kỳ họp. Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào một số vấn đề liên quan đến nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết. Việc thảo luận tại tổ, tại hội trường và các câu hỏi đặt ra trong phiên chất vấn. Để kỳ họp thành công chất lượng và tạo điểm nhấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Đức Quận yêu cầu các ban chuyên trách phải nâng cao được vai trò trách nhiệm của mình, vừa phát huy được vai trò của các tổ đại biểu trong công tác điều hành, cần phải đảm bảo đúng thời gian quy định. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với các sở ngành tập trung rà soát tổng hợp, sớm hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình và phần việc theo lĩnh vực phụ trách, phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện cần thiết để kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 diễn ra đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, tổ chức, đưa tin kịp thời để nhân dân biết và theo dõi diễn biến kỳ họp. Thưa quý vị, trong 3 ngày 11, 12 và 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 9 sẽ tiến hành kỳ họp thứ 6. Tại kỳ họp cuối năm 2018, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ làm việc liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2018, đề ra những quyết sách hoạch định phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và thông qua các tờ trình ban hành nghị quyết về những vấn đề quan trọng của tỉnh. Chiều mai kỳ họp sẽ chính thức khai mạc. Đài Phát thanh Truyền Lâm Đồng trực tiếp vào lúc 14 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Xin được chuyển sang thông tin khác. Sáng nay, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã gặp mặt động viên đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội Hội nông dân Việt Nam lần thứ 7. Từ ngày 11 đến 13 tháng 12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 999 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân trên cả nước. Tham dự đại hội lần này, đoàn đại biểu nông dân tỉnh Lâm Đồng gồm 14 thành viên sẽ cùng tập trung thảo luận, cho ý kiến các dự thảo báo cáo, đề án quan trọng của Hội nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018-2023, cũng như góp ý xây dựng phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Đức Quận mong muốn, với trách nhiệm và trí tuệ của mình, các đại biểu sẽ góp sức tích cực tham gia thảo luận và tiếp thu tinh thần, nội dung của các nghị quyết mà đại hội đề ra, cũng như thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Tiếp tục nghiên cứu và tạo hướng sản xuất nông nghiệp mới và hiệu quả, nâng cao chất lượng nông sản và tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp của người nông dân Lâm Đồng. Sáng nay, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi làm việc với công ty chế biến thực phẩm Nghệ An, Nafood Group về việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu rau củ quả trên địa bàn Lâm Đồng. Tham gia buổi làm việc còn có đại diện các sở ngành liên quan và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại Lâm Đồng.
Công ty cổ phần Nafood Group là một đơn vị có kinh nghiệm 25 năm trong sản xuất chế biến nông sản, có mạng lưới sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trong cả nước và có văn phòng đại diện tại 6 nước trên thế giới. Công ty đang sản xuất các loại nước ép cô đặc, sấy dẻo và xuất tươi, 10 loại quả. Trong đó có 3 quả được sản xuất theo chuỗi khép kín, từ việc chủ động giống đến tiêu thụ, như cây chanh dây, chanh chua, bơ. Hiện nay, công ty cổ phần Nafood Group mong muốn tìm kiếm các loại nông sản sạch, thế mạnh của Lâm Đồng, đồng thời hợp tác với các đơn vị chế biến nông sản tại Lâm Đồng, chế biến các sản phẩm mang thương hiệu Nafood với sự hỗ trợ kỹ thuật và giám sát chất lượng của công ty. Tại hội nghị, các ngành chức năng doanh nghiệp Lâm Đồng khẳng định các nội dung mà công ty cổ phần Nafood Group đưa ra, địa phương đều đáp ứng được. Không chỉ các mặt hàng nông sản thông thường mà Lâm Đồng còn có thế mạnh từ cây dược liệu. Đặc biệt, công ty Nafood quan tâm đến việc thu mua quả tươi và chế biến các sản phẩm từ cây siêu quả Magic S với các chế phẩm như mứt sấy dẻo, nước cốt, rượu van Magic S mà Lâm Đồng đã sản xuất thành công. Và quả Magic S có thể sẽ là cây trồng triển vọng để công ty đưa vào sản xuất chuỗi. Ngay sau buổi làm việc này, các ngành chức năng và các doanh nghiệp sẽ đi khảo sát thực tế để có chương trình ký kết cụ thể. Công ty Nafood cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng bố trí 10 hectare để công ty xây dựng kho bảo quản nguyên liệu. Dự kiến công ty sẽ cần đến 5.000 hectare trồng cà chua và các loại rau, cùng với 5.000 hectare trồng cây Magic S để cung cấp nguyên liệu chế biến. Kết luận tại buổi làm việc, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định sự hợp tác giữa Nafood và các doanh nghiệp Lâm Đồng có nhiều triển vọng nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tránh tình trạng được mùa mất giá. Đồng thời yêu cầu các ngành chức năng Lâm Đồng tăng cường quản lý nhà nước để có vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn chế biến, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, mở rộng các hợp tác xã nông nghiệp, các doanh nghiệp cần có sự hợp tác cùng Nafood để cùng phát triển từ cây giống đến chế biến tiêu thụ. An toàn thực phẩm là chủ đề nóng được toàn xã hội quan tâm. Nghiên cứu cho thấy, những cơ chế nhiễm khuẩn qua đường thực phẩm đã gây nên những tác hại trực tiếp đến sức khỏe con người. Trong lúc đó, những thực phẩm nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp sạch luôn được chú trọng. Tuy nhiên, quá trình này gặp không ít thách thức và lực cản để hình thành chuỗi thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn. Trước hết phải khẳng định rằng Lâm Đồng là một địa phương chú trọng sản xuất nông sản sạch an toàn. Theo đó, đến nay, toàn tỉnh có 971 nông hộ cơ sở sản xuất trồng trọt được cấp Việt Gáp. Trong đó, rau 1.550 ha, chè 378 ha, cà phê 4C 44.000 ha, cây ăn quả 135,5 ha. 977 hộ trong 15 tổ hợp tác với 34.415 con heo được cấp Việt Gáp. Ngoài ra, công tác kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng được tăng cường thực hiện. Qua kiểm tra, có đến hơn 99% nông sản Lâm Đồng đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Nhưng điều đáng nói là việc định danh giá trị thương hiệu và giá trị giữa nông sản được sản xuất theo các tiêu chuẩn chứng nhận và sản xuất theo phương pháp thông thường chưa được rõ ràng. Hợp tác xã Hội Toàn là một trong những hợp tác xã có sản lượng nông sản tiêu thụ trong các siêu thị ổn định nhất của huyện Đức Trọng. Hiện đơn vị sản xuất rau củ trên diện tích 17 ha, mỗi ngày xuất ra thị trường khoảng 1 tấn rau củ quả, trong đó có 30% được tiêu thụ tại siêu thị Vincom. Sản lượng tiêu thụ thông qua hợp đồng với giá cao ổn định trong siêu thị được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp dưới sự giám sát kỹ thuật của đơn vị thu mua. Tuy nhiên, ngoài sản lượng trên, hợp tác xã không dám mở rộng diện tích canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bởi nếu bán theo thị trường tự do, giá cả của rau Việt Gáp và rau thông thường không có sự chênh lệch. Làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp tức là sử dụng phân bón thuốc từ sâu đã khó mà sản lượng mình đã thấp xuống, mình nếu như cái đầu ra mình không ổn định là nông dân mình không làm lại trả được, là nông dân họ lỗ ngay. Cùng với việc khó có thể định danh nông sản sạch, thì nông sản vẫn đang khó khăn trong việc tiếp cận thông tin thị trường, cũng như tìm kiếm một phương thức sản xuất sạch gắn với đầu ra sản phẩm. Nhà nông Hoàng Như Long, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, sản xuất cà rốt nhiều năm nay, vẫn đang lây hoay để tìm kiếm giải pháp sản xuất thân thiện với môi trường, giảm thiểu sâu bệnh và nâng cao giá trị nông sản. Bởi tình trạng tuyến trùng gây hại vườn cà rốt nhà anh ngày một nhiều, anh đã dùng nhiều thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ, nhưng chưa hiệu quả. Và sản xuất sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp vẫn chỉ là trong mong muốn của anh.
Bây giờ mới phải có ví dụ chính quyền địa phương rồi các cơ quan ban ngành để ý tới, thì như làm việc gáp hay là có cái hội thảo nông dân như đó, các nhà nghiên cứu bên khoa học là nghiên cứu ra những loại thuốc mà sinh học, thứ nhất là bảo vệ cho cái người tiêu dùng, thứ hai là cái người sản xuất, thứ ba là cái môi trường. Để giải quyết vấn đề khẳng định giá trị nông sản sạch, Lâm Đồng đã chú trọng xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Theo đó, nông sản được giám sát từ sản xuất đến khi ra thị trường thành một chuỗi liên kết khép kín. Gia đình ông Trần Đức Độ là một trong những nông hộ có liên kết bao tiêu sản phẩm với một đơn vị chế biến cà phê tại địa phương. Gia đình ông đã được hỗ trợ về các điều kiện sản xuất, trong đó chú trọng sản xuất sạch, an toàn, giảm thiểu tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Việc thu hoạch cà phê phải đạt độ chín trên 90% nhằm đảm bảo chất lượng cà phê nhân. Và tất nhiên giá cà phê của các nông hộ này cũng cao hơn so với bán ngoài thị trường. Mấy doanh nghiệp mà trong thôn mình là người ta thu mua cho mình thì là thấy là nó yên tâm hơn. Thứ nhất là mình làm cà sạch đưa ra là người ta thấy là ứng rồi. Thứ hai nữa là ví dụ bán cho các cái đại lý bây giờ cũng không tin. Bởi vì sao? Nhiều lúc có những doanh nghiệp nó giả là vừa là phá sản á. Nhưng giờ có doanh nghiệp sản xuất trong thôn, trong xã thì rửa là mình yên tâm hơn. Để mà khuyến khích được người nông dân hái trái chín cho mình thì mình cũng phải cam kết với họ là mua cái giá cao hơn để bù lại cái công hái của họ. Và người nông dân thì 2 năm nay thì họ đã theo công ty Hoàng Sang để làm cái cà phê hái chín và họ cảm nhận được cái giá trị thực tế là tăng lên. Là cái thứ nhất là khi vào cà phê chín thì nó tăng được cái sản lượng lên. Người nông dân là yên tâm trong quá trình sản xuất vì người ta đã ký kết được, bán được cái sản phẩm ở ổn định đối với hợp tác xã, với doanh nghiệp hoặc là các cái tổ hợp tác. Cái thứ hai là người nông dân có thể tính toán được thì giá trị khi mà bán sản phẩm cho hợp tác xã. Đối với doanh nghiệp và hợp tác xã thì người ta có thì mối liên kết chặt chẽ với người nông dân. Vì vậy cho nên họ liên tục là có cái sản phẩm, cái nguồn nguyên liệu là ổn định, lâu dài và họ không bị động. Cùng với ý thức của người sản xuất làm yếu tố then chốt, thì sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại làm đòn bẩy và các cơ chế chính sách làm cú hích, thì nông nghiệp sạch sẽ phát triển mạnh mẽ và định danh rõ ràng. Trong đó quá trình liên kết chuỗi rất quan trọng để người sản xuất tiếp cận trực tiếp đến người tiêu dùng. Có như vậy mới có thể kiểm soát chặt chẽ chất lượng nông sản để người tiêu dùng yên tâm về chất lượng sản phẩm và người sản xuất được đánh giá đúng giá trị nông sản của mình, và những thách thức trong sản xuất nông sản sạch mới có thể được vượt qua. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay: tín hiệu vui trong giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số tại các địa phương trong tỉnh; Lâm Đồng thu hồi 3 giấy phép khai thác cát trên sông Đồng Nai; đến thời điểm này, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Lâm Đồng giảm còn hơn 2,9%, trong đó hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gần 10%, giảm 2%, tương đương với 1.400 hộ so với đầu năm 2017. Đặc biệt, công tác giảm nghèo theo nghị quyết 30A của Chính phủ về giảm nghèo nhanh bền vững trên địa bàn huyện Nam Sơn tiếp tục được chú trọng với nhiều cách làm mới hiệu quả. Trong đó, địa phương chú trọng đồng ghép các nguồn vốn đầu tư của nhà nước năm 2018 với trên 23 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 730 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở, kinh doanh, học nghề, đầu tư con em học hành và đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ thực hiện tốt chương trình giảm nghèo đã nâng cao chất lượng đời sống người dân, đồng thời góp phần làm chuyển biến rõ rệt tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn huyện. Đặc biệt, hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn trên 32% theo tiêu chí mới, giảm 10%, tương đương 314 hộ so với năm 2017. Những ngày này, nông dân tại các làng hoa của Đà Lạt đang tất bật chăm sóc, sẵn sàng cung cấp một lượng hoa lớn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Được biết, tổng diện tích trồng hoa các loại phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán 2019 của Đà Lạt là 1.500 hecta. Trong đó, diện tích hoa cúc là 544 hecta, hoa hồng 312 hecta, layer 154 hecta, hoa lily 75 hecta, khoảng 25 triệu cành, cát tường 120 hecta, khoảng 40 triệu cành, địa lan 35 hecta, khoảng 400.000 cành và một số loại hoa khác chiếm 260 hecta. Nhờ bà con nông dân tập trung đầu tư chăm sóc, nên phần lớn diện tích hoa cung cấp cho thị trường Tết sắp tới đều sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên,
Do thời tiết nắng nóng, hiện một số vườn địa lan trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã có dấu hiệu trổ hoa, khả năng nở sớm là rất lớn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành 3 quyết định thu hồi 3 giấy phép khai thác cát xây dựng trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận huyện Cát Tiên, của 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân, gồm doanh nghiệp tư nhân khai thác cát Xuân Hà, công ty Thanh Hằng và giấy phép cấp cho hộ ông Nguyễn Tiến Dực. Lý do thu hồi do trong quá trình khai thác, các doanh nghiệp và hộ cá nhân này vẫn tiếp tục sẽ xảy ra sạt lở, vi phạm phương tiện khai thác cát theo cam kết trước đây. Văn bản của Ủy ban Nhân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu hồi các giấy phép, đồng thời thông báo hết hiệu lực đến 2 doanh nghiệp, 1 cá nhân cùng các cơ quan đơn vị liên quan theo quy định. Đồng thời giao Ủy ban Nhân dân huyện Cát Tiên và các ngành liên quan tổ chức quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác theo quy định. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Nhằm đẩy mạnh giao thương hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân khu vực 3 xã là Đạ Tông, Đạ Mờ Rông và Đạ Long, huyện Đam Rông, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Quang Vĩnh Phát, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, xây dựng chợ tại xã Đạ Tông. Theo đó, công trình có diện tích 4.000 m², tổng mức đầu tư là 17 tỷ đồng. Chợ Đạ Tông là công trình đầu tiên được đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa của huyện Đam Rông, sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6 năm 2019. Ba xã Đầm Ròn, huyện Đam Rông thuộc khu vực vùng sâu vùng xa của huyện với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Việc đầu tư xây dựng chợ tại đây sẽ tạo điều kiện trong tiêu thụ hàng hóa nông sản tại các xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Thống kê trên địa bàn thành phố Đà Lạt hiện có trên 300 cơ sở kinh doanh lưu trú homestay với tổng số gần 2.500 phòng. Theo đánh giá, trong những năm gần đây, homestay phát triển khá mạnh. Loại hình dịch vụ lưu trú này không chỉ được xây dựng ở khu trung tâm, khu vực tập trung đông dân cư, mà còn được phát triển mạnh tại các khu vực vùng ven thành phố. Không thể phủ nhận hiệu quả lớn nhất của homestay ở Đà Lạt là đã tạo thêm được một sản phẩm du lịch để du khách chọn lựa và bắt đầu khai thác, phát huy được các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất cao nguyên. Mặc dù vậy, nhưng hiện chỉ mới có 200 cơ sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự. Bên cạnh đó, nhiều homestay phát triển một cách ồ ạt mà không tập trung nâng cấp, cải tạo phòng ốc, chất lượng dịch vụ và những trải nghiệm về văn hóa cho du khách. Ngoài ra, có những trường hợp đăng ký kinh doanh, xây dựng rồi chuyển nhượng cho thuê lại. Do đó ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín chất lượng của ngành du lịch địa phương. Chính vì vậy, trong thời gian tới, các ngành chức năng thành phố Đà Lạt tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi đối với hoạt động kinh doanh, loại hình lưu trú homestay, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp kinh doanh tiếp thị homestay không lành mạnh. Với mong muốn mang đến cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt được đón một mùa đông ấm áp, sáng nay ngày 10 tháng 12, nhóm thiện nguyện gồm các nghệ sĩ và các nhà hảo tâm đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã có chương trình trao 200 suất quà cho các hội viên Hội Người Mù tỉnh Lâm Đồng và các em học sinh của trường Thiểu năng Hoa Phong Lan Đà Lạt. Mỗi phần quà gồm gạo, mì, đường, nhu yếu phẩm và chăn mền với trị giá 500.000 đồng một suất. Được biết, đây là hoạt động thường xuyên của nhóm thiện nguyện thành phố Hồ Chí Minh, qua đó góp phần san sẻ những khó khăn thiệt thòi cho người kém may mắn, đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, giúp người khuyết tật có thêm động lực để vươn lên sống hòa nhập, có ích cho xã hội. Tính đến đầu tháng 12 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố trên 650 vụ án hình sự về trật tự xã hội, gây hậu quả làm chết 11 người, bị thương 106 người, thiệt hại về tài sản khoảng 74,6 tỷ, trong đó có 14 vụ trọng án. Cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ 552 trên 652 vụ, bắt giữ trên 1.018 đối tượng, vận động đầu thú 73 đối tượng có quyết định truy nã. Đáng lưu ý, tội phạm về tham nhũng trong năm 2018 đã phát hiện và khởi tố 7 vụ với 8 bị can, tăng 7 vụ so với cùng kỳ. Riêng tội phạm về ma túy, đến nay lực lượng công an địa phương đã bắt giữ 162 vụ với 187 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 134 vụ với 152 bị can. Theo đánh giá chung, số vụ án khởi tố so với cùng kỳ năm trước tăng 91 vụ và tình hình tội phạm về trật tự xã hội diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn phạm tội khá tinh vi. Phần tin trong nước và quốc tế. Nguyên nhân nào dẫn tới việc sắp xếp đổi mới các nông lâm trường còn chậm? Sử dụng điều hòa khiến trái đất nóng lên.
Sau một thời gian dài, nhiều nông lâm trường quốc doanh hoạt động thua lỗ không hiệu quả. Ngành nông nghiệp đã rà soát và kết quả là cả nước có hơn 200 nông trường quốc doanh cần phải được sắp xếp đổi mới. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân khiến việc sắp xếp lại các nông lâm trường còn nhiều khó khăn. Và sau hơn 5 năm thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, ngành nông nghiệp, đã phần nào cho thấy lời giải của bài toán này. Những nông lâm trường quốc doanh sở hữu tài nguyên đất rộng lớn lên tới hàng triệu hecta trong một thời gian dài nhưng lại hoạt động kém hiệu quả. Thực tế này đã đặt ra yêu cầu phải sắp xếp đổi mới các nông lâm trường quốc doanh. Tính đến cuối năm ngoái, tức là sau 3 năm thực hiện nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, việc sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định. Nhiều đơn vị sau khi sắp xếp đã có phương án kinh doanh sử dụng đất hiệu quả hơn. Thời gian vừa qua để đến được cổ phần hóa thì Tập đoàn Công nghiệp Cao su và 24 tỉnh thành đã phối hợp rất là chặt chẽ để có cái phê duyệt phương án sử dụng đất. Cho nên là Tập đoàn Cao su mong muốn cùng với các tỉnh cổ phần hóa xong thì tiếp tục phối hợp để tháo gỡ những cái còn có thể còn vướng mắc để nâng cao cái hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khẳng định quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước với hai nội dung cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước chính là chìa khóa thực hiện sắp xếp đổi mới các nông lâm trường. Tuy nhiên, tiến độ sắp xếp đổi mới vẫn còn chậm, trong đó chậm nhất là việc cổ phần hóa. Theo đó mới có 12 trên 71 công ty nông nghiệp, 8 trên 31 công ty lâm nghiệp hoàn thành cổ phần hóa. Có thể nói là cái việc sắp xếp trên thực tiễn có nhiều cố gắng nhưng mà chưa đạt được cái tiến độ yêu cầu đề ra. Xác định những cái giải pháp để phải đảm bảo được cái yêu cầu là năm 2018 phải kết thúc được cái việc sắp xếp các cái công ty nông lâm nghiệp. Tại hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp giai đoạn 2015-2017 diễn ra cuối năm ngoái tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến quá trình sắp xếp đổi mới các công ty nông lâm nghiệp còn chậm. Liên quan đến đất đai thì qua rất nhiều thời kỳ lịch sử, rồi vấn đề cơ chế khoán rồi giao đất, các thứ này khác phức tạp lắm, tranh chấp lấn chiếm này, thì chúng ta thấy nó có khách quan, nhưng mà phải khẳng định rằng là cái chủ quan vẫn là cái chủ yếu. Chỗ nào mà công chí tập trung làm thì sẽ hiệu quả tốt. Ví dụ như là Tổng ty Lâm nghiệp Việt Nam, tại sao người ta làm được? Rồi Tập đoàn Công nghiệp Cao su, tại sao làm được? Nhưng một số doanh nghiệp khác thì khó khăn. Rồi nhiều địa phương rất là phức tạp, nhưng người ta làm tốt. Tổng diện tích đất của các công ty nông lâm nghiệp quản lý sử dụng trước khi sắp xếp là hơn 2 triệu 300 nghìn hectare. Sau khi sắp xếp đổi mới, diện tích của các công ty còn 1 triệu 800 nghìn hectare. Để tiếp tục tiến trình sắp xếp đổi mới, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn về đất đai, về phương án chuyển đổi, tham mưu, đề xuất phương án sắp xếp đổi mới tổng thể, sớm báo cáo cho Thủ tướng phê duyệt. Sáng nay, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ đón vị khách quốc tế thứ 7 triệu. Sự kiện cũng đồng thời quảng bá tới du khách quốc tế về một Thành phố Hồ Chí Minh điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn. Vị khách thứ 7 triệu là ông Tyson Sienclaw đến Thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN10 từ Paris. Ông đã rất bất ngờ khi biết mình là một trong những vị khách quốc tế đặc biệt đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày cuối năm 2018. Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng dành tặng nhiều phần quà cho những vị khách đặc biệt. Hôm nay tôi đến Thành phố Hồ Chí Minh và rất bất ngờ và rất vui khi trở thành vị khách thứ 7 triệu tại sự kiện ngày hôm nay. Rất vui và bất ngờ khi được đến đây và là được là một trong 7 triệu khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ đón khách quốc tế thứ 7 triệu đến Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 là một sự kiện nhằm hưởng ứng kỷ niệm 320 năm Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát động chương trình kết cầu du lịch hút khách đến Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu 8 chương trình tour đặc sắc tiêu biểu gắn liền với quá trình 320 năm hình thành và phát triển của vùng đất Sài Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh. Bình quân tốc độ tăng của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về giá trị thì tăng hàng năm chiếm khoảng 15-20%. Và sau năm tới thì Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung xây dựng cái chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng là phát triển toàn diện, du lịch phát triển xanh. Để thu hút du khách trong năm 2019, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức duy trì và nâng cao chất lượng các sự kiện du lịch tiêu biểu, nâng cao chất lượng nguồn du lịch,
phát triển sản phẩm hoàn thiện, điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có không ít tuyến đường đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện qua lại mỗi ngày và tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Tuyến đường liên xã Ayun Krông Hơ Tốt, huyện Chư Sê có chiều dài gần 6 km, phục vụ cho hàng trăm lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày. Thế nhưng từ nhiều tháng nay, người dân qua lại tuyến đường này đang gặp nhiều khó khăn khi mặt đường bị cày xới hư hỏng nặng, nhiều vị trí bị lún sâu khoảng 0,5 m, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do những chiếc xe tải chở cát có tải trọng lớn của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại xã Aitun lưu thông thường xuyên trên đường. Điều đáng nói, tuyến đường này đã đưa vào sửa chữa vào tháng 4, song đến nay vẫn tiếp tục hư hỏng. Cái đường này là sửa lúc đầu mùa mưa, mà không biết là có cái doanh nghiệp nào làm cát ở Aitun nên là đi là chỉ được 2 tháng sau là bắt đầu con đường này hỏng. Đấy, là dân đi rất khó khăn, mà một số người đã ngã tai nạn đây nhưng mà may là chưa chết người, thì yêu cầu làm sao mà chính quyền cấp xã với cấp huyện với này doanh nghiệp là làm lại con đường Hà Nội để cho dân đi. Không dừng lại ở tuyến đường liên xã, tỉnh lộ 662B cũng trong hoàn cảnh tương tự. Với chiều dài gần 25 km, đây là tuyến đường huyết mạch nối quốc lộ 25, huyện Phú Thiện đến thị trấn Iapa, huyện Iapa, phục vụ hàng ngàn lượt phương tiện qua lại mỗi ngày. Thế nhưng từ nhiều năm nay xuất hiện hàng loạt ổ gà ổ voi trên tuyến đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tôi là người dân đi đường ở địa phương này thì thấy con đường nó hỏng gần 3 năm nay rồi mà không ai sửa lại đường, chỉ coi là thỉnh thoảng có một vài ba xe đổ đất lên để coi là vá chín ổ gà, xong lại coi là ổ trâu ổ bò. Tôi nhờ các cơ quan chức năng giúp đỡ hộ làm tốt con đường này cho dân chúng tôi. Đối với tỉnh lộ 662 thì đã được xây dựng từ lâu, cho nên qua quá trình sử dụng là có số cấp hư hỏng. Thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là từ năm 2016 đề nghị là có nguồn vốn để đầu tư xây dựng nâng cấp nhằm phục vụ cái lưu lượng cũng như tải trọng ngày càng lớn trên cái đoạn tuyến này. Tuy nhiên từ năm 2016 đến nay là cái nguồn vốn là chưa có, và mới đây nhất là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng chuyên ngành giao thông của tỉnh đấy đã có cái trình Ủy ban nhân tỉnh và đã được Ủy ban tỉnh chấp thuận để trình cho Hội đồng Nhân dân phê duyệt cái chủ trương đầu tư để nâng cấp toàn cái tuyến này. Với tình trạng hư hỏng của một số tuyến đường như hiện nay, thiết nghĩ ngay trong mùa khô 2018-2019, các ngành chức năng cần có phương án phối hợp cùng các địa phương cũng như các đơn vị liên quan giải quyết tình trạng trên, đồng thời có những phương án kiểm soát chặt chẽ tải trọng các loại xe chở nông sản, xe chở khoáng sản, tránh trường hợp đường vừa sửa đã hỏng như hiện nay, giúp người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn. Sau 2 năm đàm phán liên chính phủ căng thẳng, Hiệp ước Toàn cầu về di cư an toàn có trật tự và thường xuyên của Liên Hợp Quốc sẽ được chính thức thông qua tại thành phố Marrakech của Maroc. Tuy nhiên, việc áp dụng hiệp ước này đang là một đề tài gây tranh cãi tại nhiều quốc gia, khiến nhiều nước đã phải tuyên bố hủy bỏ ngay trước ngày hiệp ước được ký kết chính thức. Hiệp ước ra đời trong bối cảnh làn sóng người di cư đổ tới châu Âu với quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong khi đó, làn sóng di cư Trung Mỹ cũng đang trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tất cả các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đã cùng nhau đàm phán một thỏa thuận về di cư theo cách toàn diện như vậy. Tuy vậy, đã có hơn 10 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc tuyên bố họ không có ý định ký hiệp ước hay đang cân nhắc làm điều này. Năm ngoái, Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên rút khỏi hiệp ước. Hungary nối gót theo sau đầu năm nay và đang tạo ra hiệu ứng domino tại Liên minh châu Âu. Một số quốc gia lên tiếng phản đối không tham gia vì hiệp ước không phân biệt người di cư hợp pháp hay bất hợp pháp. Với họ, những người di cư vì mục đích kinh tế là bất hợp pháp, gây tổn hại và là nguy cơ đe dọa an ninh. Sau hai ngày cuối tuần chật vật đối phó với các cuộc biểu tình quy mô lớn của phe áo vàng, hôm qua lực lượng chức năng và người dân thủ đô Paris, nước Pháp đã bắt đầu dọn dẹp đường phố trở lại cuộc sống thường nhật. Trên khắp các đường phố Paris là dấu vết tàn phá như những mảnh vỡ cửa sổ, xác của những chiếc xe ô tô bị đốt trong cuộc biểu tình. Nhiều công trình công cộng cũng bị đập phá. Có thể thông cảm với phong trào áo vàng, nhưng điều này thì hoàn toàn không chấp nhận được. Đã 3 tuần kể từ khi xảy ra làn sóng biểu tình, và giờ thì nhìn xung quanh xem, mọi thứ đều bị hủy hoại. Các cửa hàng đều phải đóng cửa và phải tự bù lỗ cho việc đó. Theo Bộ Nội vụ Pháp, đã có khoảng 136.000 người tham gia biểu tình trên cả nước trong ngày 8 tháng 12, trong đó có hơn 1.700 đối tượng đã bị bắt giữ. Cộng đồng doanh nghiệp Pháp ước tính thiệt hại sau làn sóng biểu tình vừa qua có thể lên tới hàng tỷ euro.
Công tố Paris hôm qua khẳng định những người biểu tình quá khích đập phá và gây thiệt hại kinh tế sẽ bị xử phạt. Dự kiến vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 12 theo giờ Pháp, Tổng thống Macron sẽ có bài phát biểu trên toàn quốc về cuộc khủng hoảng hiện nay, đồng thời gặp mặt các lãnh đạo công đoàn và doanh nghiệp nhằm tìm cách chấm dứt các cuộc biểu tình gây chấn động nước Pháp. Trong năm 2018, Ấn Độ đã dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối với 80 tỷ đô la. Đây là công bố mới nhất của Ngân hàng Thế giới WB đưa ra vào hôm qua. Báo cáo của WB nêu rõ, theo sau Ấn Độ là Trung Quốc với 67 tỷ đô la Mỹ, tiếp đến là Mexico, Philippines và Ai Cập. WB dự báo lượng kiều hối đổ về các nước Nam Á trong năm 2018 sẽ tăng 13,5% so với năm 2017, lên mức 132 tỷ đô la Mỹ. Cơ quan này cũng dự báo lượng kiều hối toàn cầu trong năm nay sẽ tăng hơn 10% lên 689 tỷ đô la Mỹ. Theo WB, lượng kiều hối toàn cầu tăng mạnh là do điều kiện kinh tế ở các nền kinh tế tiên tiến, đặc biệt là Mỹ, và giá dầu tăng có ảnh hưởng tích cực đến lượng kiều hối từ các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Tuy nhiên, WB cho rằng trong tương lai, tốc độ tăng trưởng kiều hối sẽ bị tác động bởi giá dầu giảm, chính sách hạn chế di cư và điều tiết tăng trưởng kinh tế tổng thể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các động cơ tạo nhiệt bên trong máy điều hòa đã đẩy nhiệt độ tăng lên ở những khu vực sử dụng nhiều như các thành phố lớn. Do đó, con người đang tạo nên một nghịch lý, càng làm mát, trái đất càng nóng. Ở những nơi nắng nóng quanh năm lên tới 50 độ C và dân số đông thứ hai thế giới, Ấn Độ đang trở thành quốc gia sử dụng điều hòa nhiều nhất thế giới. Để được bật điều hòa để ngủ ngon, như vậy mới có thể đảm bảo sức khỏe cho ngày hôm sau làm việc. Không riêng gì Ấn Độ mà tại Mỹ, điện năng phục vụ làm mát đã tốn nhiều hơn tổng lượng điện mà hàng tỷ người dân châu Phi sử dụng. Đây lại là nguyên nhân góp phần làm trái đất ấm lên, nhưng ít ai quan tâm. Người dân không nghĩ tới việc điều hòa làm trái đất nóng lên. Họ chỉ quan tâm tới việc làm thế nào để giảm bớt cái nóng gay gắt, công nghệ nào hiện đại mà thôi. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, nhu cầu tiêu thụ năng lượng để làm mát sẽ tăng khoảng 10 lần vào năm 2050. Vậy nên, chính phủ Ấn Độ đã quy định nhiệt độ tối thiểu được cài đặt trong các máy điều hòa là 24 độ C và người dân không thể hạ hơn nữa nhằm giảm thiểu các tác động tới môi trường. Khi mà nhiệt độ càng giảm thì điều hòa phải sử dụng một lượng điện và năng lượng rất cao. Điều này tác động xấu tới môi trường. Vậy nên người dân tại Ấn Độ chỉ dừng ở mức 24 thay vì 16 hay 18 độ. Nếu các quốc gia không có sự điều chỉnh, thì đến năm 2050, những chất làm lạnh sẽ đóng góp tới 27% vào sự ấm lên do các hoạt động khí phát thải CO2 của con người. Nhiều khó khăn thách thức trong việc hạn chế dịch bệnh S tại Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị, hãy hành động để hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020 và tiến tới kết thúc đại dịch S tại Việt Nam vào năm 2030, tức là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus ở mức thấp. Và đó cũng là chủ đề của tháng hành động quốc gia phòng chống AIDS năm nay. Và đây là năm thứ 5 liên tục Việt Nam triển khai mục tiêu này. Riêng với tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều nỗ lực cho mục tiêu nêu trên, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Trung bình hàng ngày, phòng khám tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khám và điều trị từ 30 đến 50 người. Tuy nhiên, số bệnh nhân bỏ điều trị ngày càng nhiều. Hiện bệnh viện đang điều trị cho hơn 260 người, thì đã có 30 ca bỏ điều trị giữa chừng. Thì khó khăn nhất là cái bệnh nhân, thứ nhất là bệnh nhân không có tập trung tại cái thành phố Đà Lạt hoặc là trong cái xung quanh gần đây, nhưng mà đa số là ở các huyện khác họ chuyển về hoặc là cái tỉnh khác họ chuyển về, thì cái phương tiện họ đi từng tháng thì họ rất là khó khăn, cho nên là đa số bệnh nhân là không có tuân thủ điều trị cho nó đúng, một số bệnh nhân thì bỏ điều trị. Ngoài những nguyên nhân nêu trên thì chi phí điều trị cũng là một vấn đề thách thức khó khăn khi thực hiện mục tiêu 90-90-90, tức là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus, và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus, kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh. Mặc dù mục tiêu này đã được Việt Nam cam kết thực hiện từ năm 2014, tuy nhiên các mục tiêu nêu trên đạt tỷ lệ thấp, trong khi thời gian còn lại thực hiện mục tiêu không nhiều.
Tại Lâm Đồng, tính đến nay, toàn tỉnh hiện có hơn 1.400 người nhiễm HIV tích lũy, trong đó có hơn 630 người còn sống. Số ca nhiễm HIV mới hàng năm được ghi nhận với khoảng từ 50 đến 60 trường hợp. Toàn tỉnh có 12 trên 12 huyện thành phố đều có người nhiễm HIVS. Mô hình lây nhiễm HIV có sự chuyển đổi, đối tượng có xu hướng trẻ hóa, với hơn 80% tổng số người nhiễm mới nằm trong độ tuổi từ 20 đến 40. Khó khăn thì ở đây là sợ nhất, là cái ngại nhất là cái vấn đề kỳ thị. Người ta là khi mà thí dụ như một sản phụ mà mang thai, tức là một bệnh nhân mà có thai mà nhiễm HIV, mình xuống mình tư vấn thì làm sao để cho người ta uống thuốc, hoặc là người ta rất ngại cái chuyện mà uống thuốc. Cái thứ hai nữa là người ta cũng sợ là chồng, tức là nếu không may là chồng âm tính, hoặc là vì chưa xét nghiệm, chưa phát hiện được. Nhưng mà đó là vấn đề mà sợ nhất người ta, là cái mặc cảm khi mà đến được cái cơ sở y tế. Để đạt được mục tiêu 90-90-90 kết thúc dịch S tại Việt Nam, cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh Lâm Đồng, còn gặp rất nhiều khó khăn. Bởi mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình chưa thể thực hiện được. Con số tích lũy và phát hiện mới hàng năm vẫn chưa thể kiểm soát được. Việc xét nghiệm HIV chỉ được phép trên tinh thần tự nguyện. Bình quân mỗi năm, trung tâm chỉ thực hiện được từ 15.000 đến 20.000 lượt xét nghiệm. Mặt khác, sự kỳ thị, phân biệt đối xử vẫn còn là một rào cản trong thực hiện mục tiêu này. Và đương nhiên, khi mục tiêu 90 đầu tiên khó thực hiện thì chưa thể đánh giá hiệu quả của hai mục tiêu tiếp theo. Trong khi đó, do chưa có điều kiện tổ chức xét nghiệm được tải lượng virus một cách thường quy, cho nên chưa có những số liệu cụ thể về số người được điều trị ARV kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp và ổn định. Điều này đã đặt ra cho chương trình phòng chống HIVS phải có những điều chỉnh thích hợp trong tình hình mới. Để đạt được cái mục tiêu 90-90-90 theo cái chủ đề của cái tháng hành động quốc gia phòng chống HIV năm nay, thì Lâm Đồng chúng ta cần triển khai cái việc thứ nhất là tuyên truyền vận động để người dân trong cộng đồng tiếp cận đối với các cái cơ sở tư vấn xét nghiệm về HIV, để làm sao mà người nhiễm HIV, những cái người mà có nguy cơ lây nhiễm HIV là được làm xét nghiệm và phát hiện xem là tình trạng nhiễm HIV của mình có bị nhiễm HIV hay không. Cái thứ hai nữa là sau khi mà những người mà đã được phát hiện bị nhiễm HIV thì được chuyển tiếp tất cả các cái dịch vụ toàn diện đối với người nhiễm HIV, được quản lý điều trị về cái thuốc kháng HIV tại các cơ sở điều trị thuốc kháng HIV, đồng thời là hướng dẫn cho họ chăm sóc điều trị và cái dự phòng lây nhiễm HIV cho những cái người xung quanh. Để đạt mục tiêu 90-90-90 hướng đến kết thúc dịch HIVS tại Việt Nam, ngoài sự nỗ lực tích cực của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng xã hội, thì vai trò của người dân trong công tác phòng chống HIVS tại địa phương có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện và đạt được mục tiêu nêu trên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.